xa, từ nơi phía cuối con đường không ngờ ngày mai. Ok, hello xin tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh channel của mình. Tại mình Milo Episode đây. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh Milo Episode về Minecraft. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với series sinh tồn 1.20 nha mọi người. Tập ngày hôm nay thì ui giời, từ từ mọi người. Rồi. Tập ngày hôm nay thì tụi mình sẽ làm một cái máy farm sắt nha mọi người. Thì mình cũng lười đi mai mọi người ạ. Sắt thì làm được máy farm nhưng mà còn kim cương thì chưa, chắc tụi mình sẽ bỏ ra một chút thời gian vào tập sau để kiếm kim cương hoặc là trong lúc ở mọi người nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, trước khi vô mọi người đừng quên để chụp like, comment, chia sẻ, một đăng ký và bấm chuông. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, giúp tụi mình sớm đạt được 400 người đăng ký nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 400, 1 triệu luôn. Càng nhiều càng tốt. Nhiều đồ quá để mình cất bớt đó. Có chỉ để đây. Cái này cất đi. Máy farm sắt ngày hôm nay cần rất nhiều đá. Cho nên mình sẽ... Ừ nhỉ. Đấy, đá ở đây. Cất một cái xô vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ set up chỗ để làm máy farm. Chắc mình sẽ làm chỗ này luôn mọi người ạ. Đấy, cạch cái ruột luôn. Cạnh. Trời chặt. Lớp 12 rồi còn đọc như thế, chịu. Chặt hết đống gỗ này trồng chỗ khác đi em ơi. Ok. Ừ nha. Để mình chế tạo cây rìu đó, rìu mình hỏng hôm trước rồi. Đây. Trời. Hết que hả? Nhà mình đầy gỗ. Đây này, que rơi này. Máy farm sắt này mình làm nó sẽ không to lắm mọi người. Mình vẫn thế. Thế anh định làm máy farm chỗ nào? Chỗ này này, chỗ này luôn tí đào ra chỗ này một tí hoặc là đắp chất đào ra thôi, không đắp đất vào đâu. Rồi đào ật nhầm, chặt cái cây bên cạnh đi, cây này để anh chặt cho. Anh cút ra. Okay. Cút cún. Làm gì làm em? Anh cứ giao việc này cho em nhá. Mình lấy cái xẻng thần thánh của mình ra. Cầm tốt. Để mình đổ canh cái đã. Ok kìa. Chán dữ chà. Cho em xem là này. Là 9 nha. Chiều dài mình sẽ làm ra 9. Để mình đếm thử từ bên kia đi. Trời, vẻ hơi lag. Từ chỗ này. Nha. Đây rồi. Làm nhà sao mày không phụ ta máy farm trước đi. Máy farm cần 9x9 nha mọi người. Mình sẽ làm đào ra là 9x9. Cần cái gì hả anh? Theo 1.18 hay là 1.17 anh đã từng được xây nhưng mà không nhớ. Chú mê. Quỳ xuống con lại cha. Có biết làm như nào đâu mà phụ trời. Trước tiên cứ đào đất chỗ mình ấy cái này ra đi. Để còn đếm. Ok luôn. Úi dạo ơi. Đi rồi. Đây đây đây. Đoạn này thì mình sẽ cặn đi nha mọi người. Ok mọi người ạ, thì sau một hồi mình cũng đã làm được một tí tí tí. Và tụi mình đến cái khu vực là làm chỗ cho dân làng đấy. Chắc mình sẽ nhốt
năm dân làng thôi mọi người ạ, để cho họ tự sinh sản ra thôi. Mình sẽ đặt mấy cái này xuống để cho dân làng học nghề luôn. Sẽ đặt chỗ này xuống nha. Đây là đủ đồ nghề để làm đấy, chứ không mà mình cũng cạn lời. Mình mới bảo em mình à, cho hai con zombie này xuống đó. May đấy, cần thêm vài con zombie nữa. Vứt sang bên này, đây. À đủ. Lùa nó xuống đây luôn. Đẩy nó xuống dưới này luôn nhá. Anh cứ để cho nó xuống đấy. Nó xuống đâu, cứ để cho nó xuống đấy. Ủa thừa luôn. Ở đây bị chúng nó tiền à? Cứ cho chúng nó đánh luôn đi. Chúng mày muốn đánh anh ra không có đâu zombie ạ. Anh em nhá, trời sắp sáng rồi hay sao ấy nhỉ? Anh nên lùa thêm vài con nữa vào đây. Ủa, lát đến sáng mình phải đổ nước vào cái đã. Nếu đâu zombie chết cháy là mình hết đồ nghề để chơi đấy. Vừa thêm vài con nó đi giúp, trời chưa sáng hẳn. À, thế này đi, cho an toàn. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm vài cái giường đặt vào đây. Gì đây? Gì muốn xảy ra đây? Cái gì muốn nổ đây? Xì ke này, đây thích nhỉ? Mà đỡ được đúng không? Đỏ cung đi. Mày bốc hơi lì à? Tí nó còn phải móc đất nữa chứ. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn đến nỗi giật cả mình luôn. Tưởng cái gì chứ? Nhặt cái tên cho em đi. Ok, để em nhặt cho. Trước tiên anh chế tạo nốt tượng đã. Tạo được đúng hai cái. Hợp lý ạ. Thêm cái nữa đi. Ta tiếp lên bằng thẳng hoài cái nhá. Ơ, còn bên này nữa. Cần thêm mà tới 3 con rồi. Cần thêm 2 con nữa đi. 2 con zombie nữa nhá. Tương ứng với 5 bác dân làng đó. 5 zombie và 5 dân làng. Sáng mai mình sẽ đi kiếm thêm là bác nào thất nghiệp nào đưa vào đây hết, đập thật tạch. Mấy con đây? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi cẩn thận nó nhảy xuống biết cái mà. Cần lên không? Cẩn thận đấy, rồi. Em đến đẩy chúng nó xuống đấy. Ôi trời sáng mất tiêu rồi. Thôi anh em nốt con kia xuống đi. Điều theo à, nhanh nhanh, sắp trời sáng rồi. Ôi, đẩy xuống, đẩy xuống. Rồi, một anh rồi, một anh ở mép rồi, một anh ở mép rồi. Để anh giúp mày. Để em. Trời sắp sáng rồi. Đẩy nó xuống. Mày đi xuống. Ô, mày đừng dùng vũ khí nhá, không là chết. Rồi, một anh xuống. Đi xuống nào. Buồn cười thật sự. Thế thôi nhé, cho nhìn ánh sáng lần cuối thôi. Ông đi kìa, có bố gì kìa. Tao vô tội nha. Ờ, thật làm tù binh luôn. Ừ, buổi sáng mình sẽ đi bắt đi út dụng được, đi kiếm mà thêm 5 bắt tên nào nữa. Đã đẹp. Ok, cô bắt đầu. Video mình sẽ kết thúc cái thứ này. Hoặc bạn theo hãy đặc biệt lại thì xin like của mình chia sẻ một đợt video mặc chung là một chắc chắn lúc đẹp thì mình sẽ làm nốt là để chuẩn bị cho cô em chạy vào đây á. Nó, cái này là cô đúng dưới.